Rốt cuộc mọi ân oán sẽ được giải quyết tại đây. Chú muốn cái gì? Tại sao lại dụ tôi tới đây hả? Đáng lý ra mấy chục năm về trước, tao không nên tha cho mẹ của mày. Từ bây giờ cho đến chết, cô phải trốn cho thật kỹ. Đừng bao giờ để cho tôi trông thấy cô và đứa bé nữa. Dạ. Và nhớ, không bao giờ được bén mảng tới gần anh Đạt. Nếu cô không giữ lời thì cô và đứa bé này đừng trách tại sao tôi không nương tình. Cảm ơn anh. Nội ơn anh. Cảm ơn anh. Đáng lý ra tao không nên lưỡng lự. Nếu như tao biết được mày chính là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời của tao, thì tao đã không mềm lòng tha cho mày hết lần này tới lần khác. Nè, ông định làm gì? Nếu như ngày hôm nay mà tao lưỡng lự nữa thì chết tao sẽ không nhắm mắt. Mày. Ông điên rồi hả? Buông ra. Ông định làm gì hả? Tao định làm gì hả? Tao muốn mày phải chết chung với tao. Tất cả là lỗi của mày. Tất cả là do mày đã có mặt trên cõi đời này. Cho nên mày đừng oán trách tao. Ông điên rồi. Chúng tôi nhận được điện báo, ở đây đang xảy ra một vụ đánh nhau rất là nghiêm trọng, có đúng không? Nhưng ai báo cáo cho anh? Là tôi đây. Ông điên rồi. Tại sao là lỗi của tôi chứ? Tôi thì có liên quan gì tới cuộc đời của ông? Nếu như không có ông thì có lẽ bây giờ tôi và Gia Bảo đã có cuộc sống vui vẻ và bình yên rồi. Ông có hiểu điều đó không hả? Cái thế giới tươi đẹp mà mày vẽ ra sẽ không bao giờ có thật trên đời này. Tại sao mày biết không? Bởi cuộc sống là một cuộc chiến. Nếu như mày chiến thắng thì Gia Bảo sẽ thua, và nếu như mày đứng nhất thì chắc chắn Gia Bảo sẽ đứng thứ nhì. Vậy ta hỏi mày, làm sao cả hai có được hạnh phúc? Không bao giờ có. Ông im đi. Ông đã sai rồi đó. Một người có được thứ gì thì người khác đồng thời sẽ mất đi thứ đó. Nếu một người có được quyền lực, đồng thời người khác sẽ bị khinh bỉ. Vì vậy trong cuộc sống này, nếu không có chiến thắng thì sẽ không có ý nghĩa gì hết. Nè, ông đừng có ngụy biện. Tất cả những gì ông nói đều là ngụy biện cho hành động của ông thôi. Tao nói cho mày biết, tao không muốn thằng Gia Bảo phải sống một cuộc sống như tao. Bởi những gì tao không có được, tao muốn thằng con tao phải có được. Tao không muốn Gia Bảo phải thua thiệt kẻ khác. Tao sẽ làm tất cả vì Gia Bảo, kể cả phải chết. Dạ. Ông điên rồi. Ông thật sự đã điên rồi. Nhưng nếu tao chết, tao phải lôi mày chết theo. Bởi vì mày chết rồi thì thằng Gia Bảo mới có được hạnh phúc. Yeah.
Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn à, Nguyễn, Nguyễn ơi, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn à, Nguyễn. Phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên, vì sao không yêu